năm tư phẩm đoạn phân biệt lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn tất cả tác ý đều là cái lìa tự tánh tất cả tác ý đều là cái không tự tánh các pháp cũng vậy đều là cái lìa tự tánh đều là cái không tự tánh ở trong cái lìa tự tánh cái không tự tánh hoặc đại bồ tát hoặc bát nhã ba la mật đa hoặc trí nhất thiết trí hoặc các tác ý đều chẳng thể nắm bắt được thì tại sao đại bồ tát chẳng lìa tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa đại cũng chẳng lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát biết tất cả pháp và các tác ý đều là cái lìa tự tánh đều là cái không tự tánh thì cái lìa cái không như thế chẳng phải thanh văn làm chẳng phải độc giác làm chẳng phải các đại bồ tát làm chẳng phải phật làm cũng chẳng phải ai khác làm nhưng tất cả pháp pháp trụ pháp định pháp tánh pháp giới tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác chân như thật tế là pháp nhĩ thường trụ thì luôn luôn là như vậy. Đại Bồ Tát ấy chẳng lìa tác ý tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại cũng chẳng lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí nhất thiết trí, và các tác ý đều là cái lìa tự tánh, là cái không tự tánh. Cái lìa cái không như thế, không tăng không giảm, có khả năng thông đạt đúng đắn như thế, gọi là bất ly vậy.